Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình cộng 1-4830-843. Rồi, nhắn tin hoặc là gọi điện ha. Video hôm nay là mã 217. Rồi, khách hàng mới bên em thì lưu ý nha, shop em chỉ nhận chuyển khoản rồi mới giao hàng. Rồi, bây giờ em không nhận cạc điện thoại nữa nha mọi người, tạm thời không nhận nữa. Tại vì nó quá nhiều rồi. Rồi, đầu tiên giới thiệu là cái dây điện, về máy cộng dây điện của Nhật nha mọi người. Dây điện này cắt ra từ máy ha, rã ra từ máy chung máy Nhật nè. Dây này đợt này rất là đẹp luôn, nó đủ 3 chân cắm luôn nè. Chân này mình không xài thì nó tự nó hụt vô ha. Nó có hai cái chế độ luôn, lóc rồi nè. Nè, lóc rồi nè, là mình cắm xài bình thường hoặc là mình mở ra cho nó tự hụt vô ha. Cắm vô rất là dễ, tự hụt vô vậy nè. Đó. Nè, dây rất đẹp luôn. Dây này nó zin nó là 4 nè, Nhật nè. Dây 0.75 nha mọi người, ruột nó 0.75. Tải dòng là 12A, đây 12A nè, điện 125V 12A, thương hiệu Hataya của Nhật luôn. Cái này zin của nó theo máy là nó 5m á, mà nó cắt ra ha, nó sẽ cắt ngẫu nhiên là nó cỡ 4m rưỡi trở lên, 4m rưỡi, 4m7 rồi, nó nằm ở đó ha, không có dưới 4m rưỡi. Đó, nè, dây rất là dẻo luôn. Dẻo nhẹ luôn mọi người. Đó. Rồi cùng dây điện này mã số 1 ha. Dây 4m rưỡi, giá 200.000. Rồi, tiếp theo là cây đây. Cây này là cây mở mở hôm lưỡi cưa nha mọi người. Đây. Thương hiệu Somat ha, của Nhật. Dòng này của Somat của Nhật, điều chỉnh nè. Còn đẹp. Nó bằng gang đúc ha, đúc nguyên cây nè, Japan luôn. Rồi mã số 2 300.000. Số 3 là một cái tách ha. Cái tách nó có để dung tích mà. Một cái tách nhỏ. Đặc biệt cái tách này nó bằng chất liệu titanium nha mọi người. Titanium ha. Titan á. Mình thường gọi là titan. Titan nó nhẹ hơn sắt. Nhẹ hơn thép ha. Nhưng mà nó cứng, rất là cứng. Nhẹ nhưng mà cứng ha. Đó. Nhìn nó mỏng mỏng nhưng mà cứng nè. À, cán nè. Kích thước. Rồi. Mã số 3 150 nha. Đây, cái hương hiệu nó có dập dưới đây nè. Titanium luôn ha, nó ghi gì? Rồi tiếp theo một cây keyboard mini dạng để bàn luôn rồi. Cắm máy chụp hình hoặc là điện thoại ha.
Điện thoại thì mình mua thêm một cái kẹp nhỏ vậy nè, 15.000, nó bán rất là nhiều. Vẫn vô là mình kẹp được điện thoại. Còn cái này zin nó là kẹp cái máy ha, là cái chân của máy chụp hình ha. Bất kỳ máy chụp hình nào gần đa số là nó xài chân này nè, chân mồng tư. Kéo dài được một nấc rồi. Cái dài cả 20. Cái này đúng mini luôn á, rất là nhỏ gọn. Thu gọn lên nè, gọn lên còn 12 à. Chân nó bằng kim loại nha mọi người, không phải bằng nhựa đâu, kim loại nè. Rất là bền. Rồi mã số 4 ha, 200 ngàn. Đây, kìm phe nè. Về cái kìm phe của Mỹ chúng ta nha. Đây. Cây này mở được phe trong và phe ngoài luôn nha mọi người. Mở phe trong và phe ngoài nha. Nè. Nó đang mở là phe ngoài ha. Giờ mình đảo vô. Đó. Đỡ vô sẽ là mở được thở ha, nè phía trong nè đó. Hai chức năng nha, rất là tiện cho một cây phe. Đầu này cũng đầu nhỏ luôn nữa, đầu kia nó 1 ly, 1 ly nha, rất là nhỏ gọn. Rồi chỉ 200 ngàn, mã số 5, kìm mở khoe, một cây duy nhất mà. Cây này chốt nhanh này rất là hay nè, của Mỹ. Số 6 là cây, cây này nó còn mới luôn nè, cái này nó có miếng giấy mới nữa mà nó bị rách rồi nè. Cây còn khá mới luôn nè, còn ghi giá tiền luôn, bên Nhật, trang mắt, nhãn hàng đăng ký sản phẩm chống hàng giả này kia. Rồi đây là cái cơ lộng mỹ nghệ nha, size 30 đó, kích thước đó. Rồi mã số 6, 200 ngàn, kèm theo cái lưỡi zin của nó ha. Lưỡi mày nó hết thì mình thay được ha, mua bên ngoài. Rồi. Nó tăng đơn là vậy đó, để tháo lưỡi ra. Rồi tiếp theo là cái vòi tưới cây. Đây, cái vòi tưới cây này. Đó, cái béc nó cây bằng nhựa hết nha mọi người, nó là nhựa cứng nha. Đó. Có hiệu luôn nè, chân mắt luôn. Của Nhật đây. Cái này cái ống nó đang xài nó cắt ra là mọi người. À, cắt ra. Giờ mình xài mình rút nó ra. Mình lấy dao mình gọc cái ống nhựa này đi ha. Rồi mình sẽ vô luồn cái ống vô như vậy mình xài. Đầu dòi này nó điều chỉnh là phun xương hoặc là mình gom nước, rất là tiện. Rồi mã số 7 ha, 150. Rồi số 8 nè, hai cây càng Armonica nha, bán chung hai cây nha mọi người, hai cây của Yamaha luôn. Rồi. Cây này nó bị cắn mớp tí ngoài vỏ mọi người. Nó có mớp ngoài vỏ nhưng mà hỏi vẫn ok.
Đó, hai cây nha. Cây lỗ nhiều, cây lỗ ít. À, hỏi thử. Cây này ở đây nó bị mớp này mọi người, mớp cái vỏ ngoài nha. Đây, cái chỗ này nó bị nứt một tí mẻ nè ha, nó vận chuyển nó bị mẻ bên ngoài, nhưng cái lưỡi gà bên trong vẫn ok nha, lưỡi gà bên trong không ảnh hưởng, mẻ cái vỏ rồi. Rồi bán giá rẻ luôn mọi người, hai cây 300.000, bán chung hai cây nha, mã số 8. Rồi tiếp theo mũi khoan nè, cái này em gom được gộp lại thì nó như vậy ha, trong nó không đủ lắm, cũng còn thiếu, mà được nhiêu mình xài nhiêu hơn rồi. Nè, mũi khoan vàng ha, có một mũi trắng, mũi khoan sắt đó. Đây nó có số là, đây em đọc nha mọi người, 250 nè, 350, 450, 4.0, 5.0, 650, 8.0, 850, 9.0, 7.0, rồi 10 chấm, rồi 11 mili đó, mấy số em đọc ha. Thế rồi 2 4 6 8 10 12 mũi, 12 cái mũi khoan gần như là chưa sử dụng luôn rồi nè, mình xem cái mũi nè, đó như chưa sử dụng nha. Đây. Coi mũi to đó, còn nguyên cái này nó có kẹp mũi máy bấm vít được luôn nè, rất là tiện. Có mũi thì kẹp mũi qua đầu khoan, có 3 mũi kẹp đầu khoan, 4 mũi kẹp đầu khoan ha. Rồi bán nguyên bộ luôn mọi người, nguyên bộ về mã số 9 nha, 450. Đây, chiều dài nó rồi. Tiếp theo là một cây khui bia, khui đồ khui khui, nhưng mà nó làm cái biểu tượng của Singapore. Đây, con sư tử nè, con cá mà đầu sư tử bằng kim loại, không biết bằng gì, không biết phải đồng không, thấy đỏ đỏ, nó bằng kim loại. Đầu khui nè, làm rất là đẹp luôn, để chữ Singapore, hàng chữ Nhật về nha mọi người, tại vì bên đó nó làm biểu tượng này thì nó ghi là Singapore ha, mà nó là bên Nhật. Rồi mã là số 10 ha, 200.000. Tiếp theo được một cái bình, đây cái bình để đựng rượu hay đựng gì tùy mọi người, chung là cái bình nhỏ, cái bình tông size nó nhỏ nè, rất là nhỏ, nhỏ gọn vào túi luôn, không biết đựng bao nhiêu ml luôn.
đây, à, nó bằng inox nè mọi người, bằng inox ha. Đây để 5 OZ nè, như là cái đơn vị của Mỹ sao đó. Đơn vị đo lường của Mỹ rồi. Để tiếng Anh luôn. Nói chung bán rẻ mọi người, 200.000, mã số 11 ha. Cái này nó bọc lớp gì không biết. Bình inox luôn rồi. Rất là xịn nè. Rồi tiếp theo cái đèn pin của Mỹ. Này, cái đèn pin nhỏ, siêu nhỏ luôn, dùng để gọi mấy cái chi tiết. Nói chung nó gom nhỏ. Đây đèn Mỹ nha. Đó, vô ta nè. Thương hiệu của Mỹ, mini mắt lịch. Xài bóng tóc. Ánh sáng vàng. Để bỏ pin vô thử. Nè sạc pin này nè mọi người, sạc pin nhỏ nhỏ này nè, pin remote. Hai viên pin ha. À, đặc biệt trong đây nó còn một cái bóng secure nha. Còn nguyên luôn ha, bóng secure còn tóc luôn. À, gỡ cái lò xo này ra sẽ lụm được cái bóng secure ra, đó. Rất là hay. Ở đây mọi người sẽ không thấy công tắc ha. Cái dòng đèn này không thấy công tắc. Nè. Nhưng mà công tắc nó muốn bật thì mọi người dặn đây nè. Đó. Dặn cái đầu nó nha. Dặn cứng vô là nó tắt. Nới lỏng một tí là nó sáng ha. Đó. Nó vậy. Cái pin này đang yếu lắm rồi nè. Nói chung nó gom lại nhỏ xíu vậy mọi người. Đó. Size nhỏ. Đường kính cái đèn này có 18 mm. Ha. Bỏ túi áo luôn nè, có đầu kẹp giống như cây bút. Rồi bóng đèn đèn pin của Mỹ mã 12 ha, 300.000. Đây là về cây này nè. Hổm bác nào hỏi nè. Mua không kịp nè. À, có cây nữa ha. Super của Japan nha. Cây này mới tinh. À, nhìn cái đồ mới đó ha. Cạo dây, mở dây này nó đi dây đôi nha mọi người. À, hai lớp dây đôi ha, chéo lại, chéo qua chéo lại. Đang qua đang lại nên nó rất là chắc luôn. Cán này bằng nhôm, nhôm đúc nguyên cây. Nè. Aluminium. À. Đây, kích thước này. Gấp đôi sợ là 40 ha. Gấp đôi sợi dây nó là 40. Người dễ tính ra là biết. Nó mở được nhiều ha. Japan của thương hiệu Super. Hàng Super chuyên sản xuất mấy đồ cơ khí nặng ha. Dụng cụ mà nặng nặng á. Thường Super nó làm tốt. Rồi mã 13 nha. 600.000. Nè, về tiếp cái bộ này nè. Bữa bác nào mua không kịp. Bộ này cho mấy bác tập game, tập thể dục nè. Cái này là tập cơ tay mọi người. Tập cơ tay ha. Này có điều chỉnh lực. Nó là tầm 10kg đến 40kg. Cái lực bóp tay mình á, bóp như nè. Tăng giảm nó sẽ nhẹ hoặc là nó nặng. Đó.
tương đương với 10 kg đến 40 kg. Còn cái này là để đo đo lực tay của mình, cái dụng cụ để đo lực tay đây, mắt in nhân băng sản xuất, nó đo lên được tới lực 100 kg. Cái tay mình, lực bóp của cái tay mình ha. À. Đó. Bóp căng lực đó 40 mấy kg ha, là cái lực tay mình đó. Này có thể điều chỉnh được nhiều cỡ tay ha, tay lớn tay nhỏ mình điều chỉnh được, có nhiều nấc nè. Rồi hoạt động ok. Ở này mã 14 nha, 500 ngàn bộ này, bán chung hai món nha mọi người, tại vì nó là đi chung với nhau phải xài chung với nhau. Rồi tiếp theo ổ khóa dây nữa, ổ khóa nhập Mola, thương hiệu Mola, ổ khóa dây xích, dây này giống bằng inox, à, dây bằng thép, à, cái đầu này bằng inox, cái ổ khóa này nó bằng inox ha, dây nó bằng thép, khóa bằng inox. Này khóa xe đạp nha, nhưng mà cái ổ khóa này nó khóa nhỏ, nó đồ nhỏ, khóa xe đạp gì kia. Đó. Mở ra vậy ha, khóa lại hai chìa. Rồi mở ổ khóa là 15, 200 ngàn. Rồi đây bộ này bị độc mọi người, bộ này của hãng Honda nha, bộ này mang theo xe để bơm bánh xe nè, bơm bánh xe này nó chưa xài mọi người, nó còn cái tem siêu nè, bóc ra mới tinh đó, chỉ là 4 kg, bơm được 4 kg. Rồi nó ốp nè, mình tắt bơm hoặc dừng, bơm chạy rất là êm, nó lên hơi nhanh. Dây nó bên trong đây này. Này, bánh xe hơi vô ha. Đây nó xài nguồn là 12V nha, 12V 15A 180W đó. Cái này là của hãng Honda, nó sản xuất ha, sản xuất cho xe của nó bên Nhật đó. Theo xe bộ này lấy ra theo xe mà nó chưa xài à, còn nguyên, test lên thử ok, cắm mình nó quỳ 12V chạy rất êm, nó dây rất dài luôn, hơn 5 mét. Rồi, cái bộ bơm bánh xe này có mã số 16 nha, 800 ngàn. Kích thước rất gọn, chung nó nhỏ. Mà cái loại cái bơm này nó nặng lắm nha, cầm nghe nó nặng. Nặng hơn rất là nhiều cái bơm thường mà thường thấy của hãng khác. Tiếp theo là một cái cờ lê đa năng ha. Cờ lê này nó mở ống hoặc mở ốc ha. Mở được từ 23 đến 32 mm nè. Happy Duty là nó hạng nặng mọi người, mở đồ nặng. Loại này dày lắm nè. Nhìn thép nó làm dày cui luôn nè. Nguyên cái đầu thép 13 mm. Đây
nó sẽ là đa năng, nó mở được ống tròn nè ha, kẹp ống tròn vô cũng được nè, hoặc là con tán nè đó, đường ống nước nè, ống thép á, hoặc mở tán nè, rất là hay, nhật luôn, mới tinh chưa xài. Rồi cái cà lê đa năng này mã số 17 nha, 350 ngàn. Tiếp theo là một cây mỏ lết mở nhanh, cái này lắc qua lắc lại nó sẽ khóa lại mọi người ha, nó hâu ra hâu vô. Cái loại này nó đặc biệt, thương hiệu Kata, Kanta, Kanta Nhật. Đây ví dụ mình muốn mở con ốc bự ha, mình nới nó ra bự ha, rồi gạt xuống sẽ tự siết vô nè, rồi thấy nó siết vô đó. Mình vừa siết là nó sẽ tự động siết vô luôn, không cần phải điều chỉnh gì hết, tự động nhanh. Cái răng nó như răng cái kềm, nhưng mà cái hình dáng nó là cái mỏ lết đó, cho nên nó rất là tiện nhanh. Đây ví dụ ngóc này muốn mở nó ha, rồi nè đang siết vô nè, mở ra thì mình lật lại, nó hai chiều hai hướng ha, có mũi tên chỉ nè. Đó, còn cái súng xịt này luôn nè mọi người, người có mua súng xịt hơi thì báo luôn ha, 300 ngàn, Kinky xịt hơi, vòi xịt hơi Made in Japan. Rồi cây đa năng này là kích thước nè, nó mở được tối đa con ốc tối đa là 28 ha, 28 mm. Rồi nhỏ nhất nó là 10 mm nha, 10 đến 28 mm là nó sẽ mở được. Này bỏ xe máy là ok, mở bánh xe, ốc bánh xe vừa luôn, nó rất là gọn để mình bỏ ha, mà đủ độ cứng, đầu cứng như cái mỏ lết bình thường, rất là dày. Rồi mã 18 400 ngàn nha, cây đa năng, cây mỏ lết mở nhanh. Rồi kết thúc video ở đây, cảm ơn mọi người.